Xin kính chào quý vị và các bạn. Không chỉ trên đất liền mà nhiều vùng biển hiện tại đang có mưa dông. Cùng quan sát trên ảnh mây vệ tinh thì quý vị sẽ có thể thấy được mây dông đang liên tục phát triển và gây ra mưa cho khu vực Vịnh Bắc Bộ ra đến ngoài khơi giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Dự báo Vịnh Bắc Bộ đến vùng biển Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa dông trong chiều nay. Trong cơn dông tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa xuống làm tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km. Với vùng biển ngoài khơi giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, dự báo chiều nay tiếp tục có mưa nhiều, nhất là về chiều và tối. Cảnh báo mưa dông mạnh không loại trừ khả năng đi kèm với lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển ven bờ từ Bình Định đến Cà Mau, Kiên Giang, chiều nay thời tiết tốt, trời ít mưa và nắng nhiều, gió không quá cấp 4 và độ cao sóng từ 0,50m cho đến 2m. Trên đất liền Trung Bộ, chiều và đêm nay, chỉ còn có Thanh Hóa, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Bà con vẫn cần lưu ý đến các hiện tượng như là ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Còn từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm và có những nơi lượng mưa trên 50mm. Do có mưa nên từ Thanh Hóa đến Huế chiều nay trời tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 31 độ. Còn từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết, nhiệt độ cao hơn từ 32 đến 34 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.